sao bịch tô cháo vậy? Cháo luôn hả nào? À. Bé sáng. Nào. Thật. Thật. Mày có bé không? Này bỏ bỏ vô vô. Hỏi thật có bé không? Thật. Có bé. Bé gì không? Bé mà bộ con thông về nước. Thật tối ngày vậy bà sáu không? Bé sáu. Bà sáu bây giờ em đi xe kéo. Mày bé sáng là mày xưa rồi, bây giờ bé sáu. Hồi bữa hổm sáu thôi. Sáu gà bay đâu mà lông rụng tùm lum dân. Tóc bù xù sao? Nhưng sau mà... này sáu bài rồi mình bắt mình đi rồi. Em mình kéo bà lết qua là bằng lam, nhìn bằng lam mà. Bà gặp em là bà cho bánh. Nhìn bằng lam mà thật bị gì à? Bồi. Bồi gì nào? Bồi thuốc mũi không á, xi nhê à? Ngứa quá. Yếu. Giờ tao chỉ mày nè, đưa tay này. Lâm xịn, đắp thể đắp dày lên. Đắp dày luôn. Mày vài bữa mày đi kêu ông sáng à. Đi bắt cua, mày kêu nó em đắp mặt nạ cho anh. Mặt nạ mà thứ cái miếng mà xanh xanh mà đắp vô mà lột ra đó. Cái đắp vô là không con muỗi nào cắn được. Thế bu vô thôi. Bữa nay em Noel này phải không ạ? Bữa nay 24 mà ông. Ngày 9 là ngày 24. Ngày mới. Hồi là hồi. Tối nay. Hồi giờ mày nghe ngày 25 là Noel. 25 là Noel mà. 24. Tối nay là bà Hạnh với ông kia đi. Ngày 19. Rồi thời bà Hạnh là lỡ thời rồi. Lỡ thời là lỡ bước. Là không thì không có vấn đề rồi. Nay tao chuyển qua con khác rồi. Đéo bằng được cây. Tao bằng nước cây bỏ rồi. Chắc cũng bỏ hay gì tao cũng không biết. Lâu không thấy bánh đang còn đăng lên tóc tít tóc rạc không thấy lăng lạ liên lạc nó chứ anh đi làm sao biết liên lạc biết nó có liên lạc nó thấy nó bình luận bà Hạnh hoài rồi cái bộ thấy bình luận bà Hạnh hoài nó có thế có. Sao mà chối được không tin hồi rồi hỏi ngóng đi nhìn gì đó vậy cái nó anh nhìn bà Hạnh trời ơi bà Hạnh lúc đó mà nhìn chứ anh hỏi gì anh nhưng mà đăng lên một cái tóc tít gì cũng liên quan tên Hạnh nha ừ. Cay thế. Mày có cần tao nói lên về bữa ăn sáng đi giật đầu mày luôn không? Nãy mày có làm gì về bạn không? Ở đâu có. Anh có nghe là đi nhậu về mà nhắn tin con đó mà gạ con đó luôn, con đó trả lời luôn ngang sáng không kể không? Ồ. Má ghê cái đó. Anh nhậu vô anh hay vậy đó. Anh tỉnh không gạ mà xỉn gạ mày bả vô mà trúng liền. Hôm nào mà em thấy nó xỉn là nó vô Facebook hoặc là tao biết mà vô bình luận em là bình luận nó like luôn chứ là xỉn đó là xỉn đó lúc tỉnh không có đâu mà. Bình thường một năm trời chưa thấy lú mặt Facebook bữa nào xỉn là vô toàn là coi phim xét không á Nam ơi Nam lại mày Nam ơi chết không á chứ em anh mà tao đâu có phá tán kiểu như nó nó bị lắm mồ tao nghe nghi nó còn nghe mấy thằng bữa thằng có nó không thằng nghe ban á cái thằng mà đội trưởng của anh cộng biết không bên nào đạt. Không thằng đội trưởng vệ sinh ồ min ừ. Minh rác ông già Ilya mày mà mày nói nó vậy nè mày nói nó ê chàng giờ nó có bồ mới rồi hey, ta đã tao nói có rồi là mày nó nói chuyện mày tới chịu luôn thằng, mày khỏi làm việc mày kêu nó làm luôn nha mày anh có biết là cái ông lái xe mà ông già ông đi không à. Ông mới chạy chiếc quay lại cái đậu đó cái lại hụ ra hai ông tông vô trong tường luôn hai thằng về dò luôn thằng Min nó hay lắm mày hỏi cái đơn số điện thoại từ Myanmar cho đến tàu ha Việt Nam mà đứa nào mà mới mà chưa có nghiệp nó có hết dân số á nó thấy em nhắn tin điện thoại là nó lại gọi điện thoại em Wow, mau, chính tiết. Đầu bao mày, mau. Kiểu mình rác mà. Đúng mà. Hình như là em thấy nó, hình như có chơi đồ chứ lúc nào nó không được tỉnh. Hai mắt liêm như. Nó thân với Selin lắm đó, nó cho Selin mượn tiền luôn á. Selin mượn nó trả đó. Luôn đó. Selin nó dơ lắm. Selin là thằng chúa. Selin tách gậy bà Sáu ra chứ ai. Ờ bữa hổm mấy tao quên kể mày nghe, vụ Đức Khỉ với thằng này nghe ba anh xém muốn lộn chưa? thằng T3 á Đức Khỉ đi toilet ra cái gặp thằng Nam triển khai á hai thằng nói chuyện đó anh cái thằng T3 nó ở trong toilet đi ra cái hỏi mày làm ở đây à kiểu là hỏi thái độ á mà mày là mày làm ở đâu mày làm ở đây à mày làm gì cái này cái thằng Đức không nói gì nữa bỏ đi về máy cái T3 lại máy tiếp lại máy MTM4 máy đục lỗ lại máy nó tiếp cái nó lại kiếm chuyện tiếp nói mày làm ở đâu hả mày làm không có office mà mày đi đi chơi không Đức thì đâu biết tiếng đâu
lên treo ha, mau ba lên treo. Ôi tao đứng đã đứng đằng xa mà thấy hai thằng xù nhau, tính là hốt hàng rồi, đứt cung tay rồi. Rồi xong rồi tao để thử rồi sao cái tao đi lại cái hai thằng nó giạt ra. Rồi thì ba bóc thôi. Nói cho đại ca đá biết. Nói xong rồi đại ca đá xuống. Rồi tao biết hồi thế nào tao cũng liên quan. Rồi nó không mà đã nói nghe. Đã nó kêu tao nói. Kêu gì? Nó mày chút xíu nó mày dắt thằng Đức á đi lên trên phòng của không xin lắm đó Ramit á. Dịch tiếng vậy đó, tao nói rào chửi nè thiệt y như gạch là biết phe mà lên hỏi thằng sao cái tao cũng kể hết rồi đó. Cái xong cái hỏi thằng Đức á, giờ làm mày muốn gì? Thằng Đức nói muốn gì, ví dụ như là nó kêu tôi làm thì tôi làm, thì tôi đi toilet ra tôi nói chuyện với người ta chút xíu à, mà Đức nó đi chơi không à, thiệt tình là Đức nó sai. Cái xong cái mà nó chửi là nó sai luôn. Thằng T3 cũng thái độ biết thằng T3 là nó leader, nó ấy mà, nó kiểu nó chảnh mà. Cái thằng ông Lâm biết hỏi thằng nào chửi, cái nó thằng Đức chửi. Đức chửi cái ông nói bây giờ tao á, tao có trong cái hồ sơ của chi qua là không được chửi nhau, mày chửi là chéo là mày sai, tao chưa mày cho mày ký quy định đi tờ. Cái xong cái thằng Đức nó hỏi rồi nó ký, thằng kia ký không? Cái ông Lâm biết nói nó là cấp trên của mày, nó nói là mày phải nghe. Bây giờ nếu mà nó chửi mày thì tao tính khác, hỏi nó có chửi không, nó nói là nó không chửi. Thằng Đức cũng nói nó không có chửi. Cho Đức kêu anh đi tơ, rồi biết nó bây giờ nó kêu mày làm cái gì mày vẫn phải làm, mày muốn đi chờ lại sân khác mày nói chuyện thì mày xin nó 5-7 phút mày nói. Nói chung là cũng có phe, cũng có nhánh rồi, cũng ấy rồi, cũng kiểu mà giống như là binh rồi. Kêu Đức xuống mà xưởng anh có nhiều thành phần ganh tị quá, mày không biết đâu. Ok đó, phe nhánh tùm lum bên thằng Tâm rồi mới giữ kìa, bên đây ít á, bên đây thằng Đáp nó ai thòn lên là thôi chứ thôi. Bên em nó chỉ gì về làm xong rồi giờ mà anh ngồi đó nó cũng không nói. Đáp nó nói ông vô ra biết nó mày mình đâu à, anh thấy thằng leader bên trưởng em ông kêu đi lo hàng mình đi muốn mà mình muốn làm gì mình làm, mà mình phải suy nghĩ cho con mình. Cái thằng Đáp nó nói muốn làm gì làm, nhưng mà tối phải suy nghĩ là chơi vợ mấy cái, vợ bá nha trên tim. Tao nói mày thích vợ nó à? Rồi mấy tao nói cái thằng này mày lớn cái đầu rồi mà mày nói chuyện vậy, mày kêu tụi mấy thằng này tôn trọng mày. Cái xong tao nói luôn đó, rồi mấy tao nói ông đừng có nghe là thằng đáp là cái thằng mê gái nhất cái xưởng luôn, con nào mà khum khum xuống nó chỉ nhìn vú thôi. Rồi mới nói Ada, tao nói xài Đáp là Đáp nó làng chéo. Tao nói mày khỏi làng chéo, tao biết mày hết, là tao làm 10 năm mày đã, là tao sống với mày 10 năm rồi. Con nào mà khum khum là chết mẹ liền. Con có còn bữa nào mà ở ngoài làm hết, mà con nào mà nó khoái là nó cho vô làm ở trong là đi lúc là đi để sát bên dòm tao nói mày dòm gì đó vậy. Ấn mà tao bắt được bài hết trơn. Còn Si Linh á mới ghê. Linh là phe của thằng nào là nó biết là nó tách ra, nó biết đứa nào yêu nhau là gạt tách ra. Bữa hôm đó là tách Hồng ra bên xưởng, qua bên AK này. Hồng lên nói bà Liêm, xong rồi bà Liêm bà nói bây giờ mình xuống mình xưởng mày làm mày, bây giờ mình nói lên nó nói bà Liêm nè. Tôi làm gì sai mà kêu tôi đổi ca? Trước đó là tôi đã xin qua ca này, tôi đã không hợp với ca kia. Bạn biết tôi với thằng Nepal là chia tay rồi, làm sao mà làm chung ca được? Mà kêu tôi qua đó, mà trong khi đó nếu tôi đã sai cái gì thì bắt tôi sai là tôi đồng ý. Hôm nay tôi không sai mà cho tôi kêu tôi đi đổi ca, bây giờ cho tôi về đi. Cái bà Liêm mới nói mày bình tĩnh, ai đổi ca mày? Nó nói Si Linh đổi ca. Cái đó là để tao liên hệ với Si Linh là tao tính mày sao, tao nói mày sao. Cái con Hồng nó cũng ghê mà, Hồng nói nếu mà gỡ camera lên coi, nếu mà tôi với ông Tâm mà nói chuyện trong giờ làm hay là làm cái gì đó mà không liên quan tới công ty, bạn khỏi mua vé, tôi tự bỏ tiền ra tôi mua vé tôi về. Bà Liêm nói mày bình tĩnh để tôi điều tra lại cho mày hay. Tới giờ nó có đổi đâu đó. Si Linh bà Liêm nói gì với Si Linh xong rồi Si Linh nói nó đi lên trên phòng bà Liêm nó cầm đen. Tao nói đúng rồi, giờ bà, con Hồng mà không nói, sắp cổ với Hồng mà không nói thì thằng đen này nó đổi mà. Cuối cùng đẩy thằng tôi này qua bà Sáu qua. Tại lâu rồi bà Sáu đâu cho ăn nữa. Rồi sao bà Linh bà bỏ ăn luôn rồi? Bà ăn gì? Thằng kia nó về nhà chỗ bà Lóc mình ở rồi. Không biết, chắc chia tay rồi gì. Đi tới đâu chia tay tới đó. Ăn xong bỏ chứ giống mày vậy đó, ăn xong quăng. Người ta nói ăn giật đủ chai mà. Ăn xong quăng. Cắt cái hồn lồn nhà nước mà. Nhưng có mạch nên mà không từ tới. Miễn có cua là được.